Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước á, thì thầy đã tiến hành ôn tập cho các em ở phần chương 2 đúng không nào? Thì thầy cũng định ra cho các em cái đề kiểm tra một tiết, thầy cũng đã soạn rồi. Nhưng mà thầy thấy ở trên mạng các em đã học qua chương 3 này cũng khá là lâu rồi, nên thầy rất là nôn nóng. Mà bây giờ nhiều lúc lực bất đồng tâm nghe. Trên trường, cơ quan thì việc rất là nhiều, dạy cả sáng cả chiều và gần tới ngày 20 tháng 11 và hội khỏe phụ đồng này. Nên là công việc rất là nhiều nha. Và bồi dưỡng học sinh giỏi nữa, dạy thêm. Nên là thầy thôi, chắc thầy sẽ không quay cái đề kiểm tra một tiết, mà thầy sẽ quay cho các em cái chương 3 luôn, để cho các em có cái để chúng ta học lên trên lớp cho nó nhanh chóng dễ hiểu. Chứ không là các em nhiều lúc, nhiều bạn cũng chủ quan là đã có kênh của thầy, thì thầy nhiều lúc là thầy cũng biết rằng như thế là thầy phải theo các em để mà có cái bài mới để các em học để lên trường dễ hiểu hơn. Nhưng mà nhiều lúc các em cũng thông cảm giùm thầy nha. Ok nha, thầy nói như thế tâm sự thế chúng ta chắc lớn rồi nhưng đủ độ hiểu để mà cảm thông cho thầy đúng không? Chúng ta đi sang cái chương 3 nghe, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân. Thì ở trong cái chương 3 này, cái bài đầu tiên chúng ta được học đó chính là cái phương pháp quy nạp toán học nha các em nha. Đây này, phần đầu của chương giới thiệu về phương pháp quy nạp toán học. Thì ở trong cái phần này á, là giúp cho chúng ta chứng minh, chủ yếu ở cái phần này là những cái bài toán chứng minh nha. Chứng minh các cái đẳng thức hay là các cái mệnh đề hay là các cái tính chất nào đó ha. Ok, tí nữa qua cái bài 1 thầy sẽ nói sau. Một số phương pháp chứng minh nhiều khẳng định toán học liên quan tới tập số tự nhiên này. Đây là một phương pháp chứng minh quan trọng và hữu hiệu trong toán học. Ok, thì nó sẽ rơi vào bài số 1 nha. Thì phần tiếp theo các khái niệm cơ bản, ví dụ về dãy số, hiệu hạn, vô hạn. Thì cái này ở trong cái chương trình toán lớp 7 em, chúng ta được học về số thập phân hiệu hạn này. Hiệu hạn nghĩa là nó có gì? Nó có giới hạn. Cái hiệu nào? Ví dụ như 0,25, đây chính là số thập phân hiệu hạn. Hay là ví dụ 0,1, đây chính là số thập phân hiệu hạn. Còn vô hạn, vô hạn không tuần hoàn chẳng hạn. Vô hạn nghĩa là không có giới hạn. Nếu mà tuần hoàn thì nó sẽ có theo chu kỳ. Còn chu kỳ lặp lại, ví dụ như 0,36 36 36, thì nó sẽ là chu kỳ 36. Còn vô hạn không tuần hoàn đó chính là số vô tỷ, ký hiệu là Y. Chúng ta được học ở chương trình lớp 7 rồi. Nghĩa là nó không theo một trình tự nào đó, nó không theo một chu kỳ nào hết. Các em hiểu không? Thì tới cái phần này thầy cũng sẽ nói cho em hiểu sau nha. Sẽ gặp được nhiều trong các chương giải tích. Ok, tới cái mới đó chính là cấp số cộng này, cấp số nhân. Đây chính là hai cái dãy số đặc biệt và có nhiều ứng dụng được trình bày hệ thống và chi tiết ở cuối chương. Được chưa? Thì bây giờ trong clip này thầy sẽ quay cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 1. Ok. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 1, phương pháp quy nạp toán học. Như vậy thì nói về môn toán á, thì cái việc chứng minh á, thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi. Không? Nhưng mà đến cái bài này á, chúng ta có các cái bước chứng minh nó rất là hay để chúng ta khẳng định cái mệnh đề đó là đúng hay là đẳng thức đó là đúng, thì chúng ta dựa vào các cái bước mà trong cái bài này người ta đã đưa ra cho các em rõ chưa nào? Đó, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần 1 la mã các em nhé. Phần 1 la mã. Ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 1, ở cái phần 1 la mã luôn các em nhé. Phương pháp quy nạp toán học. Ngay từ đầu thì người ta chưa nói gì hết, thì người ta đưa ra cho các em một cái hoạt động một. Thì thầy sẽ làm theo trình tự, không nhảy cốc, nghĩa là để cho giúp cho người ta hình dung được cái đã. Các em hiểu nè. Nghĩa là chúng ta hiểu cái phương pháp quy nạp toán học này là giúp cho chúng ta chứng minh được các cái đẳng thức này, các cái mệnh đề, các cái tính chất vân vân mà chúng ta khẳng định đó là đúng. Các em hiểu nè, và nó sẽ có các bước để chứng minh. Các em yên tâm, cứ bình tĩnh, cứ xem hết clip này là chúng ta sẽ hiểu được cái phần lý thuyết là thầy muốn truyền đạt cho các em. Được chưa? Ta đi sang hoạt động 1 này. Xét hai mệnh đề chứa biến. Ở đây chúng ta có cái mệnh đề thứ nhất là BN. Nó sẽ là 3 mũ N nhỏ hơn N cộng 100, với lại là QN. Biến đây là biến N thế nào, 2 mũ N sẽ lớn hơn N, ý là như này. Như vậy ở đây là N thuộc N sao. N thuộc N sao nghĩa là lấy từ số mấy trở lên game. Nếu như mà thuộc N sao, chúng ta được học ở lớp 6 rồi, tập hợp các số tự nhiên khác không này. Nghĩa là lấy từ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó, chứ chúng ta không được lấy số 0. Em nhớ như vậy. Ta có câu A này.
với n bằng 1, 2, 3, 4, 5 thì b quy bn quy n đúng hay sai. Thì bây giờ bắt buộc chúng ta phải phải thế lần lượt vô thôi. Đó. Như vậy thì bây giờ này. Nhìn này. Như vậy thầy thế n bằng 1 thì chỗ nào có n thì chúng ta thế bằng 1 vô để chúng ta khẳng định nó đúng hay sai. Các em hiểu không? Nó rất là dễ. Thì tí nữa ở cái phần chứng minh đó, thì cũng như thế các em. Là như nào? Đấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thế nha. N bằng 1 thì ở đây chúng ta có là 3 mũ 1 đây này, thế chỗ đây n bằng 1 này, chỗ nào có n thế bằng số 1 nhỏ hơn cộng 1 cộng 100 thì cái này đúng hay sai? Cái này chắc chắn là đúng rồi. Tại sao? Tại vì 3 mũ 1 là bằng 3. Chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn 1 cộng 100 thì bằng 101 thì chắc chắn 101 sẽ lớn hơn 3, có đúng chưa? Thì cái này đúng. Tiếp tục, thế chỗ quy n này 2 mũ 1 sẽ lớn hơn 1, có đúng không? Cái này cũng đúng. Tại vì 2 mũ 1 bằng 2, 2 sẽ lớn hơn 1, đúng. Vậy thôi. Người ta yêu cầu gì chúng ta làm ở đấy thôi. Chứ chưa có bước biết hay là gì để mà chứng minh cả. Cái này là chúng ta làm giống như là thế vào để mà chúng ta xem thử để khẳng định đúng hay sai thôi ha. Bây giờ n bằng 2. Thế ở chỗ đây 3 mũ 2 nhỏ hơn ai thầy lỗi. 2 cộng 100. Cái này cũng chắc chắn là gì? Đúng nè. Đúng không? 2 mũ 2 cũng sẽ lớn hơn 2. Cái đúng nào? Thì cái này đúng hay sai? Đúng. Bây giờ các em đã hiểu chưa? Đó, bây giờ với n bằng 3 nha. Bây giờ có phải dễ như ăn cháo rồi chưa? Có đúng không? 3 mũ 3 là bằng 27 này. 3 cộng 100 chắc chắn là cái này cũng sẽ đúng. Và cái này sẽ là 2 mũ 3 là bằng 8 thì nó sẽ lớn hơn 3, cái này cũng đúng nè. Tương tự như vậy, thế n bằng 4. Dễ không? Được nè. 3 mũ 4 nhỏ hơn 4 cộng 100. Cái này cũng đúng nè. 2 mũ 4 là bằng 16 cũng sẽ lớn hơn 4. Cái này cũng đúng nè. Chắc chắn 100% như vậy. Cái nào dễ thì thầy làm nhanh chứ không mất thời gian em nhé. 3 mũ 5. Rồi. Ok, được chưa? Cái việc thế cho như thế thôi. Tiếp tục. Với mọi n thuộc n sao thì bn quy n đúng hay sai? Như vậy thì ở đây các em thấy này. Các em đã thế các cái giá trị của n lần lượt từ 1 tới 5 thì các em thấy nó đều như nào, đúng hay sai? Tất cả đều đúng hết. Như vậy thì ở đây người ta nói là với mọi n thuộc n sao thì chắc chắn là gì? Các em từ từ các em, hình như thầy bị nhầm ở chỗ đây, do nôn nóng quá làm nhầm chỗ đây. 3 mũ 5 các em, 3 mũ 5 bằng 243 các em à, nhầm chỗ đây một chút các em nhé. Cái này sai chứ không đúng, cái này sai mày hồ. Thầy sẽ có cái tính ẩu như vậy các em à. Thầy tưởng đâu là ta theo quy luật. Rồi cái này chắc chắn đúng rồi, cái này 32 lớn hơn 5 này. Cái này sai anh em. Như vậy thì nó chỉ đúng được tới n bằng 4 thôi. 81 đúng rồi. Rồi, như vậy đúng tới n bằng 4 nhưng mà tới n bằng 5 đây là sai này. Các em rõ chưa nào? Nhưng mà đối với nghĩa là ở đây là gì? BN này. Nhưng mà nó không tuân theo thủ theo một cái quy luật em ạ. Tăng dần. Mà ở đây khi chúng ta thế n bằng 5 thì nó lại sai. Còn đối với n này nó như nào, nó lại đúng với tất cả với mọi n khi chúng ta thế vào, nghĩa là n thuộc n sao. Đó là, như vậy thì ở đây chúng ta khẳng định dùm thầy như thế này với bn đó là, tại vì sao nào, do với n bằng 5 á thì bn sai sai nên BN không đúng. Nếu nó đúng thì thay tất cả giá trị của N vào là điều đúng đó các em. Nhưng mà ở đây chúng ta thế N bằng 5 vô đây thì là nó lại sai, nó không đúng. Thôi nào, như vậy không đúng với mọi N thuộc N sao. Các em rõ chưa nào? Đó. Còn đối với cái anh QN, thôi nào, thì chúng ta quan sát 2N thì ta thấy 2N nó sẽ tăng
rất nhanh, đúng rồi, tăng rất nhanh so với n, tại vì đây là hai mũ n mà em, thì chắc chắn nó sẽ tăng rất nhanh so với n, nên cái mệnh đề hai mũ n nó lớn hơn n này chắc chắn là sẽ đúng với mọi n thuộc n sao, hay là quy n này nó sẽ đúng, nếu cái mệnh đề quy n thì nó sẽ đúng với là gì các em, n thuộc n sao. Xin lỗi các em một xíu nha, cái tính này nhiều lúc nó cũng hơi ẩu một chút em, hơi nhầm chút xíu thôi, nhưng mà khi mà người ta nhận thấy nó sai á, đáng lẽ như một số giáo viên khác á, thì sẽ cắt cái video ở đoạn đó, nghĩa là tại vì nó có vẻ nó không được hay ho lắm khi mà up lên trên mạng YouTube như này. Khi mà các em xem thì các em được đủ lớn và đủ đánh giá được trình độ của thầy, thì nhiều lúc nó lại dở người đi, nhưng mà đối với thầy thì không. Nhiều lúc con người mình cũng nhiều lúc xong có khúc người cả lúc em, cũng hơi ẩu chút chỗ đấy, nên các em thông cảm giùm thầy nha, chứ không phải là nói là thầy không đủ trình độ để mà dạy các em, thì nói cho sao mà thầy mà giải được tất cả các bài ở trong cái sách thật là truyền đạt các em từ lớp 8 tới giờ được, đúng không nào? Ok, cả ba môn luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang các cái bước em nha, các cái bước để mà thực hiện để chứng minh một cái bài toán nguy nạp em nha. Ok rồi, như vậy thì bây giờ này, các cái bước này, đây là cái này, thầy sẽ đọc rồi thầy sẽ ghi ra giấy. Ở đây nó là hai bước nhưng thầy sẽ cho nó sẽ là ba bước nha, được chưa nào? Để cho các em dễ hiểu và dễ chứng minh hơn. Để chứng minh những mệnh đề liên quan đến số tự nhiên n thuộc n sao, nghĩa là n ở đây, thầy giải thích cho em một xíu này, nghĩa là n ở đây nó sẽ được bắt đầu từ số 1, 2, 3, 4, nhưng mà tùy theo n người ta cho ở trong đó cái giá trị là bao nhiêu. Thầy lấy ví dụ này, cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải n là bằng 1. Nếu từ khi người ta cho dưới dạng là n thuộc n sao thì các em mới thử nó n bằng 1. Nhưng nếu như ở trong một cái bài mà người ta cho n ví dụ lớn hơn bằng 3 chẳng hạn đi, thì chúng ta không thể nào thử n bằng 1 được, cái này là sai. Các em hiểu nào? Mà các em phải thử n nó thấp nhất ở đây, nghĩa là lấy cái giá trị nhỏ nhất ở đây, nó phải là n bằng 3 rồi bằng 4 vân vân. Sau đó tới n bằng k và tới n bằng k cộng 1. Đó, đó là các cái bước để mà các em thử, để các em kết luận nó là cái mệnh đề đó là đúng hay là sai. Thì chắc chắn là đúng chứ không thể làm sai được. Khi người ta đã đưa ra một cái mệnh đề, người ta cho chúng ta chứng minh theo cái phương pháp quy nạp thì không thể làm sai được đâu em. Các em phải nhớ như thế. Các em làm thế nào? Còn ở trong một cái bài mà người ta cho n thuộc n sao thì chắc chắn chúng ta phải thử là xuất phát cái số thấp nhất ở đây, đó chính là n bằng 1, sau đó tới là n bằng k và cuối cùng là tới n bằng k cộng 1. Đó. Còn nếu như trong cái đề bài mà người ta cho ở dưới dạng n lớn bằng 3 thì chúng ta phải thử số đầu tiên phải là số 3 chứ không phải là thử là số n là bằng 1 là sai. Các em phải lưu ý cái điều đó trước như vậy để chúng ta hiểu. Đó nào, toán là chúng ta phải hiểu cái đã, chúng ta mới làm được. Rồi. Để chứng minh những nguyên mệnh đề liên quan tới số tự nhiên n thuộc n sao là đúng với mọi n mà không thử trực tiếp, nghĩa là không thử trực tiếp. Ví dụ thử trực tiếp nghĩa là gì? Thử trực tiếp nghĩa là giống như ở cái hoạt động 1 này, chúng ta thử n bằng 1, 2, 3, 4, 5 thì để chúng ta khẳng định là cái mệnh đề BN hoặc là QN đúng hay sai, người ta như vậy gọi là thử trực tiếp. Còn ở đây á, chúng ta không thử trực tiếp mà sẽ có những cái bước làm để chứng minh. Đây thì chúng ta sẽ làm như sau này. Bước 1 này, kiểm tra bằng mệnh đề đúng với n bằng 1 từ khi nó chỉ đúng với n thuộc n sao. Các em hiểu chưa nào? Còn nếu ở đây mà một cách tổng quát á, thì các em nên ghi là thử mệnh đề với một giá trị n bất kỳ nào đó. Thì nếu như đúng á, thì chúng ta chuyển sang bước 2 ở đây. Nhưng mà thầy nói các em khẳng định là các em là chắc chắn sẽ đúng. Các em hiểu chưa nào? Ở cái bước 2, giả thiết mệnh đề đúng với mọi một số tự nhiên bất kỳ. Nghĩa là một số tự nhiên bất kỳ, nghĩa là n bằng 1 này đã đúng rồi này. Các em hiểu nào? Thì chúng ta sẽ thử tiếp là n sẽ bằng k và k này sẽ lớn hơn bằng 1. Được chưa nào? Gọi là giả thiết quy nạp. Và ở đây thầy sẽ gọi cái cắt từ cái đoạn này này, gọi là bước 3. Cái bước 3 này mình gọi là cái bước chứng minh, là chứng minh rằng nó cũng đúng với n bằng là k cộng 1.
Nghĩa là gì? Thầy giải thích xem này. Nghĩa là khi mà người ta chứng minh ví dụ n bằng 1 đúng, n bằng k đúng, thì n cộng 1 nó cũng đúng. Nghĩa là theo quy nạp, nghĩa là nó lặp lại theo cái tính chất là tăng dần. Ví dụ chúng ta chứng minh bằng 1 đúng thì bằng 2 cũng đúng. Cái thấy k cộng 1 này, thấy k cộng 1 nè, cộng 1 này tăng thêm 1 đơn vị này. N bằng đây đúng nè, bằng 2 đúng, n bằng 3 cũng đúng, bằng 4 cũng đúng, bằng 5 cũng đúng, giống như khi mà đề quy hồi nãy chúng ta đã chứng minh đó. Em hiểu không? Đó. Ok. Rồi. Thì đó người ta gọi là phương pháp quy nạp toán học, hay còn gọi là tắt là phương pháp quy nạp. Có được chưa? Đấy, như vậy thì ở đây á, thầy sẽ ghi đầy đủ em 3 bước nè. Bước 1, chúng ta sẽ làm theo 3 bước này em nhé. Bước 1 nè, chúng ta sẽ thử cái mệnh đề với một giá trị n, các em nếu mà đầy đủ và tổng quát nhất là các em ghi là bất kỳ. Được chưa? Bất kỳ. Chứ không phải nhất thiết bài nào nó cũng phải là n thuộc n sao này đâu. Các em hiểu chưa? Sau đó chúng ta chuyển sang bước 2. Đó chính là giả sử cái mệnh đề đúng với, nhớ không thầy, thử với là n bằng k. Nghĩa là gì? Khi đó chỗ nào có n thì các em thế bằng cái chữ k này vô. Các em có hiểu nè, chỗ nào có n các em thế bằng k vô. Ok. Ở đây là giả sử cho các em chưa chứng minh. Cái bước 3 này mới là cái bước chứng minh này các em. Cái bước 3 đó chính là gì? Ta phải chứng minh mệnh đề cũng đúng với bao nhiêu em? Với là n bằng k cộng 1. Có được chưa nào? Và thầy có cái mẹo một xíu nè. Nghĩa là khi mà cái chỗ nào mà có n, chúng ta thế bởi bằng k. Có được nào? N các em thế bởi bằng k. Khi đó qua cái bước 3 thì chỗ nào có n chúng ta thế bởi bằng k cộng 1. Nhưng các em lưu ý này, các em sẽ bê cả cái bước 2 này xuống bước 3. Nhớ này, cái bước 3 này mà các em muốn chứng minh được cái mệnh đề này nó cũng đúng với n bằng k cộng 1 thì chúng ta phải sử dụng cái giả sử mệnh đề đúng với n bằng k này. Nghĩa là các em sẽ bê nguyên cả cái bước 2 này xuống cái bước 3 để các em chứng minh. Các em có hiểu không? Hiểu đúng không? Đó. Thì tí nữa qua cái phần 2 á, là cái phần ví dụ á, thì thầy cũng sẽ nói cho các em để các em hiểu ở cái phần này. Cái được chưa nào? Đó, đây chính là 3 bước các em ghi vào trong vở để mà chúng ta chứng minh giùm thầy nha. Sau đó chúng ta khẳng định giùm thầy một câu cuối cùng, đó chính là cái mệnh đề đầu bài được chứng minh. Nè, phải có câu này. Ok, 3 bước. Em hiểu chưa nào? Đấy, rồi. Như vậy thì ở đây, chúng ta đã nắm được 3 bước của cái phương pháp quy nạp toán học, là gồm có 3 bước như vậy. Nhớ em thầy thay là n bất kỳ và lấy cái giá trị nhỏ nhất theo đề bài. Nếu như n thuộc n sao thì em lấy n bằng 1, sau đó thế n bằng k và thế n bằng k cộng 1, và bước 3 phải phụ thuộc vào bước 2. Em nhớ như vậy, bê nghiêng bước 2 xuống bước 3 để chúng ta làm. Được chưa? Đó. Về cái phần 2 là phần ví dụ và cái phần hoạt động 2 thì thầy sẽ làm ở trong clip tiếp theo, tại vì bây giờ cũng là 10 phút thứ 19 rồi. Nếu như mà thầy làm cái video này nữa thì thầy nói với em là gì? Nó sẽ rơi vào khoảng 30 mấy 40 phút á. Mà 30 mấy 40 phút thì các em xem rất là ngắn nha. Thầy nghĩ nha. Thì bây giờ á, thay vì như thế thì thầy sẽ giao cho các em ở phần bài tập, đó chính là gì? Ở phần 2 ví dụ áp dụng thì các em xem thầy ví dụ 1 này, ví dụ 2 phần, và các em tự làm giùm thầy ở cái phần hoạt động 2 này. Ở phần hoạt động 2 này thầy sẽ làm cho các em ở trong video tiếp theo, và các em xem ví dụ 2 rất là dễ hiểu em, chẳng có gì gọi là phức tạp cả nha các em nhé. Ok. Nhưng mà thì clip hôm nay thôi, bây giờ như này, thầy mà bây giờ bỏ cái video này mà không có làm cho các em một ví dụ thì thầy cảm thấy nó như thế nào ạ? Nên là thầy chắc phải làm một ví dụ để mà
Thầy trình bày 3 bước này để chúng ta nắm chứ không qua cái clip vào ngày mai ở phần ví dụ phần hoạt động 2 các em không hiểu gì, các em quên 3 bước này thì cũng không phải là thầy quan nữa, đúng không? Thôi, mặc dù nó 20 phút rồi nha, nhưng mà thầy sẽ cố gắng cho các em một ví dụ để em làm nha. Các em ghi thành cái ví dụ này. Các em ghi là chứng minh với mọi số nguyên dương N. Thì chúng ta có cái mệnh đề này các em. Nó tăng theo cấp số nhân, nó dạng tổng các em ha. 1 x 2 cộng 2 x 3 cộng 3 x 4. Đáng lẽ chỗ đây thầy sẽ ghi là 4 x 5 này. Các em hình dung như thế, 4 x 5 cộng 5 x 6 6 7 gì đó ha. Chấm 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 cộng n nhân cho n cộng 1 đúng chưa nào? Thì nó sẽ bằng là gì? N nhân cho n cộng 1 và nhân cho n cộng 2 theo quy luật. Các em hiểu nè. Rồi em nhìn thấy quy luật của bài này rồi đúng không nào? Thấy nè, nó tăng lên. Và cái số này là cái số lớn nhất và cũng là cái số cuối cùng. Các em hiểu nè, thầy nói là này. Nó sẽ tăng theo cái quy luật là ở đây là gì các em? Ở số sau nó sẽ lớn hơn số trước là một đơn vị. Đây, 1 đây 2 này các em thấy, đây 3 đây 2, đây 4 đây 3 này lớn hơn một đơn vị và nó nhân lại và đây là một cái tổng, được chưa? Như vậy thì để mà chứng minh được cái mệnh đề này đúng với mọi số nguyên dương thì bây giờ chúng ta sẽ giải này, chúng ta sẽ chứng minh theo 3 bước. Đây, thầy sẽ để 3 bước này, cứ bước nào thầy nhớ bước đó. Bước 1 này, thử mệnh đề với một giá trị n bất kỳ. Như vậy thì ở đây người ta đã cho nó là số nguyên dương. Nghĩa là bây giờ đối với bài này thì chúng ta nên thử với là gì nha? N sẽ là gì? Bằng 1. Các em hiểu nè, ở đây là người ta hiểu là n nó sẽ thuộc n sao, và n ở đây lớn bằng 1 thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị thấp nhất ở đây, đó chính là số 1 để chúng ta thử, được chưa? Ta có bước 1. Các em ghi thầy là thử mệnh đề. Các em chỉ cần hiểu một ví dụ này là gần như tất cả các bài ở phần ví dụ trong sách giáo khoa cũng như là cái hoạt động 2 chúng ta làm y xì cái ví dụ này, cái được chưa nào? Với n bằng 1. Như vậy thì bây giờ này, các em nhìn này, đây là một cái dãy số là dạng tổng thì nó theo cấp độ đó chính là tăng dần, có đúng chưa nào? Thì cái số cuối cùng ở đây đó chính là n nhân cho n cộng 1 thì thầy gọi đây chính là vế bên trái. Thầy nói lại này, khi đây này, nhìn đây. Trong quá trình cái bài chứng minh đó, đối với bài chứng minh đó, thì nếu các em chứng minh được vế trái và bằng vế phải là coi như là điều phải chứng minh, gọi là đập phải con muỗi đấy. Thầy hay nói đùa các em, đánh bị trong pháp đập một con muỗi gì đấy. Thì bây giờ ở đây chúng ta làm như thế nào đó, vế trái mà phải bằng vế phải. Như vậy thì vế trái là cái vế ở đây gọi là vế bên trái, còn cái dấu bằng kẻ nó, còn đây chính là vế bên phải, hiểu nào? Như vậy vế trái này thì nó bằng cái gì? Thầy sẽ thế vào chỗ này, n bằng 1, tức là chúng ta thế vào cái số cuối cùng ở đây này. Đây chính là cái số lớn nhất trong cái dãy số này, trong cái mệnh đề này, đây chính là số lớn nhất và cũng là cái số cuối cùng. Như vậy, chỗ nào có n các em thế bằng 1 vô đây để mà tính ra được vế bên trái. Như vậy chỗ nào n, đây 1 n, đây 2 n, như vậy cho nên các em thế 1 này, 1 cộng 1 này. Ha? Như vậy ra được 1 nhân 1 cộng 1 là bằng 2. Như vậy vế bên trái ta thế bằng là số 2. Ha? Bây giờ vế bên phải này, đây chính là vế bên phải. Các em hiểu nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ thế số 1 này vào ở chỗ đây. 1 này, 1 này, 1 thế chứ nào? Như vậy 1 nhân này, 1 cộng 1 này. Chứ nữa, 1 cộng 2 này chia cho 3. Ha? Thì ở đây ra được 1 nhân 2 nhân 3. Các em thấy nó tăng nhau không đúng không? Như vậy có 3 chia 3 đây hết, như vậy 1 nhân 2 đây, kết quả đây bằng số 2. Đấy. Như vậy thì từ đây chúng ta thấy này, 22 này như nào với nhau? Bằng nhau, chứng tỏ chúng ta suy ra vế trái sẽ bằng vế phải. À, như vậy chúng ta suy ra khẳng định đầu tiên là mệnh đề nó sẽ đúng với là n bằng 1, là chúng ta đã hoàn thành xong là cái bước 1. Các em hiểu chưa nào? Các em đã hiểu được cái bước 1 chưa? Hiểu chưa nào? Nó hơi dài, 30 phút cũng ráng chịu thôi nha, chứ đừng mà bảo sao thầy quay video dài quá. Đây, bước 1, bước 2, bước 3. Bây giờ tới bước 2 nha. Giả sử mệnh đề đúng với n bằng k. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ khái quát nó lên
tổng quát nó lên, chứ chúng ta không thử lại với n bằng 2 hay bằng 3 nữa, mà chúng ta sẽ giả sử mệnh đề đúng với n bằng k. K ở đây là một số bất kỳ nào đó, các em hiểu nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có bước 2, giả sử mệnh đề đúng với n bằng k, và cái điều kiện ở đây chúng ta k phải lớn bằng 1 này, và k phải thuộc, cũng thuộc là gì, n sao. Các em nhớ như vậy. Thì bây giờ ấy, cái bước này làm sao này, cái chỗ nào có n, các em thế bằng chữ k, chỗ này n, n này, thấy các vị trí này n không, các em thế bằng k không, ok. Thì bây giờ chúng ta suy ra đây là 1 x 2 cộng 2 x 3 cộng 3 x 4 cộng chấm 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 này, 4 x 5 5 x 6 rồi đấy không. Thì bây giờ n nhân n cộng 1 thì chúng ta sẽ thế bằng k nhân nhớ k cộng 1. Ở đây thầy sẽ thế bởi k vô là k nhân cho gì, k cộng 1 nhân gì các em, k cộng 2 chia cho 3. Em có hiểu không? Đó, ok. Đây chính là bước 2. Một tí nữa bước 3 chúng ta sẽ sử dụng lại cái phần giả thiết của bước 2 đây để chúng ta ráp vào chỗ bước 3. Rồi, bước 3 là bước gì đây? Cứ bước 3 là ta phải chứng minh mệnh đề cũng đúng với n bằng k cộng 1. Như vậy bây giờ chỗ nào có n chúng ta sẽ thế bởi n sẽ bằng là k cộng 1 nha. Bước 3 này, ta phải chứng minh mệnh đề đúng với n sẽ bằng là k cộng 1. Có được không nào? Thì bây giờ chỗ nào có n người ta thế bởi k cộng 1. Đây này, các vị trí này. Thấy không? Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta cũng suy ra ở đây. Cộng 1 x 2, cộng 2 x 3, cộng 3 x 4, cộng vân vân. Cộng ở đây sẽ là gì các em? K cộng 1. Đúng không? À, chúng ta thế ở chỗ, chỗ này là k cộng 1, chỗ này là k cộng 1. Có thêm số 1 đây nữa thì chắc chắn nó sẽ ra được là k cộng 2. Có được là thầy làm nhanh như vậy được không nào? Tiếp tục, như vậy n kia là k cộng 1. N cộng 1 thì thầy sẽ viết trở thành cộng 1 nữa, k cộng 2. Kia cộng 2 nghĩa là k cộng 3. Cái câu chỗ này hiểu chứ không? Tại sao ra k cộng 1, k cộng 2, k cộng 3 là thầy thế chỗ đây nè. Tại vì cộng 1 thì nhích lên 2, cộng với 1 kia nữa nhích lên 3 ở đây. Đó, ok. Thì bây giờ chúng ta phải chứng minh cái điều này nè. Mà muốn chứng minh được điều này thì cái vế bên đây á, thầy gọi nó là vế bên phải, thầy cố định ở đây. Thầy cố định vế bên phải, thầy không có đụng chạm gì hết nha các em nha. Thầy không đụng chạm vế bên phải đây. Mà thầy đụng chạm ở đâu? Thầy đụng chạm ở vế bên trái đây này. Cái vế này. Thầy làm như nào đó để thầy biến đổi mà ra được vế bên phải này thì điều phải chứng minh là đúng. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì xuất phát ở đây là thầy sẽ xuất phát từ vế bên trái. Thì là vế bên trái người ta là ở đây là 1 x 2, 2 x 3 cộng 3 x 4. Nên nãy thầy mới nói là nó sẽ phụ thuộc vào ở cái bước 2 là cái phần giả định, giả sử ha, bằng này. Chúng ta phải làm như nào đó để xuất hiện ở cái bước 2 là ở chỗ này. Để các em thế ở chỗ này vào. Các em hiểu nào? Như vậy này, các em nhìn này, nhìn thầy quy luật này. Ở đây là 1 x 2, 2 x 3, 3 x 4. Ở đây là k cộng 1 nhân cho k cộng 2. Thì chứng tỏ ở cái số kế tiếp ở đằng sau của số cuối cùng này, theo quy luật này nó phải là k nhân cho k cộng 1. Có đúng chưa nào? Như vậy ở đây là 1 x 2 cộng 2 x 3 cộng 3 x 4 cộng chấm 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 cộng ở đằng sau đây, cái số kế tiếp của cái số cuối cùng này phải là k nhân cho k cộng 1, có đúng không? Tại vì số đằng sau nó lớn hơn số đằng trước một đơn vị này. Và chúng ta cộng ở đây giùm thầy là k cộng 1 nhân k cộng 2. Có đúng chưa nào? Mà các em thấy này, nhìn nhìn đây, nhìn nhìn đây, nhìn đây. Cả cái này. Thầy xin lỗi em để thầy đây này, thầy đánh dấu ở đây. Nhìn chỗ đây nè. Ở đây, cái bước này 1 x 2 cộng 2 x 3 cộng 3 x 4 cộng chấm 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 cộng k nhân k cộng 1 thì chính bằng cái anh này. Thì bây giờ thầy thế cái anh này này, cái vế này sẽ vào ở chỗ đây. Thầy không viết lại cái dãy này nữa, mà thầy thế bởi cái dãy này, cái vế này vào cái dãy này. Còn cái này cứ ghi lại, được chưa nào? Như vậy bằng này. Nhưng mà cái dãy này thầy không ghi nha, mà thầy thế bởi cái anh này. Như vậy nó sẽ ra được là k cộng 1 k cộng 2
chia 3 và thầy cộng với anh này. Các em hiểu chưa nào? Đó. Tới đây thầy sẽ tiến hành quy đồng. Tới đoạn này các em có hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng, lấy số 3 này nhân chéo lên đây. Như vậy ra được k cộng 1, k cộng 2. Thầy lấy số 3 nhân chéo đây trở thành là 3 nhân cho k cộng 1, k cộng 2. Ta chia tất cả cho 3. Ha. Như vậy thì ở đây các em thấy có gì chung này, có k cộng 1, k cộng 2 chung này, thấy không? Giống nhau nghĩa là chung, ta đặt ra chung. Nhân từ chung thì ở đây trong đây còn lại là k cộng cho 3. Như vậy ở đây sẽ là k cộng 3 chia cho 3. Thì các em thấy ở đây cái anh này với anh này giống nhau không? Giống nhau này thì chứng tỏ ở đây sẽ bằng vế phải. Như vậy thì ở đây chúng ta đã chứng minh được vế trái sẽ bằng vế phải rồi này. Các em thấy nè. Như vậy thì từ đây chúng ta khẳng định ở đây là mệnh đề. Đây nè. Mệnh đề đầu bài được chứng minh, thấy chưa nào? Mệnh đề không, các em khẳng định thầy là mệnh đề này là mệnh đề đúng. Không là mệnh đề đầu bài được chứng minh cũng được. Đây. 30 phút thôi chứ, thầy nói chắc chắn là như vậy. Một ví dụ, nếu thầy làm một ví dụ nữa thì chắc phải rơi 50 phút. Mà các em thấy thời gian nhiều thì chắc chắn chúng ta sẽ chán. Thầy nghĩ thế. Thầy cũng vậy nha các em. Nếu mà xem ở trên YouTube mà chỉ còn mười mấy phút thôi, chứ mà khoảng 20 phút trở lên là thấy cũng ngán, chắc tua đó. Nhưng mà đối với toán học mà các em tua là các em không hiểu. Không? Thấy bước 1 chưa? Thấy bước 1 này. Thay n bằng 1 cho thấy chưa? Thấy bước 2 này. Thay n bằng k thấy chưa? Thấy chưa? Bước 3 này. Nhớ cái bước 3 này phải bê nguyên cả bước 2 xuống bằng cách biến đổi một xíu, cái độ linh hoạt và thông minh một chút xíu là sẽ ok con dê thôi. Được chưa? Ok, được chưa? Rồi, như vậy thì clip hôm nay cũng khá là dài ha. Đến đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở phần 2 lên mạng em nha. Giải thích cho các em một số ví dụ và giải cho em ở hoạt động 2 này. Cảm ơn các em, bye bye nha.